1, 2, 3. Chưa thấy, hôm nay. Xong rồi, bây giờ. Lại đi. Vâng, bây giờ như cô cả của anh chị, chúng tôi có thể sẽ đi xuống từ trên xuống dưới và sẽ thu tiền mừng. Vâng, xin mời cả xem ta hát chung một bài hát trong ngày là cưới của cô chú rể đúng không ạ? Thế thì bắt tay ta xe đâu, xem có nhà nghỉ ta xe và cho đôi trẻ đồ phòng ra phải chạy tiếp. Tối đa sẽ là 10.000 đồng. Không thể vào cái nào được. Vâng, xin mời chú rể cô tạm đồng.